Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Chị Năm hả? Chín nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm dùm cái nhà ngoại cảm gì tới coi dùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì giống như là ám hay sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh, tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? Là sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp dùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư đa tình này đó, hàng xóm đó mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình, nhức đầu đang rối rồi cứ hát gì hoài. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ mau bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy hả? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ là ngày kia sống nó càng rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày ngồi mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè, đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng tao hát kệ người ta, sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi, bộ hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu chưa? Cái chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu, tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô duyên. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái dàn karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe gì hết trơn á. Mà tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè, nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Đó bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến như anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. Ờ. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. Ờ, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. Ờ. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao, đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu. Hát cái hiểu liền. Mày hát gì khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì, tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt đó. Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã gì mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, ha? Không có thấy. Đây, nghe. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín. Em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mấy mày. Ê! Ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tao lao hả? Tao mà không chận đúng lúc mày giết. Mày giết hết trời đánh nhà. Hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tao lao. Tao lộn. Lộn con khỉ.
ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Tao chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc, thấy chưa? Thôi tao không nói vụ âm nhạc nữa. Thôi. Nè. Gì? Mày đi nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu rao, mày nói tao là cái gì cái đó, bủng xỉn, sống ích kỷ, hả? Nè, tao chưa nói nha. Cái ngày tất niên của bà nhà bà năm bà tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao. Làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được. Băng phổ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa? Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè. Ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời. Cái đó là tại mày, mày ăn ở sao tao ghét người ta mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè, còn nói nữa, tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao, mày nói tao bụng xỉn lắm hỏi kỹ hả? Bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? À, cái cây rụng cái lá qua nhà. Tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ. Mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Mà chưa hết nữa nha. Vậy? Mày còn đi rêu ra mà nói tao già mà vô duyên tới giờ này không có vợ ha. Ha? Ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Trời nói. À, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi chứ. Không phải, tao không có đồn. Tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy tao gửi qua nhà khác. Mày rắn quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao hỏi mày nè. Ở gần xóm là tao thấy rõ ràng. Cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt. 7 ngày mày mặc có một màu một. Mày mặc sặc sỡ quá, tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi. Mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao. Ước mơ là mày phải thành con công con phụng mới đẹp. Tự nhiên ước mơ là con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn cái mày, tao ở giờ nào? Giỡn gì? Hả? Đó, vậy chứ mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là... Thao xà bông. Đó, đó thấy không? Còn bụng xỉn hay không? Cái chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà, đó, mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước. Ở đó đúng không? À. Thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả? Không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè, mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày bê đê đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu hả? Chưa hiểu lắm. Bê đê đó, tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay. Đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô, đó, ngoài trong Nam gọi là bóng, đó, mà tiếng Trung gọi là lẹo cái. Đó. Thôi, đứng nói sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày được cái tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao rồi tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao. Nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói đúng rồi. Mới tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi. Còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày hai, nhưng mà tao nói mày nghe. Bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu. Hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà. Hai đứa mình biết rồi. Giờ nó quéo cò mẹ hết rồi. Lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt. Tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ. Nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thu cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà xóm nhức đầu. Alo. Hả? Chị Năm ơi.
Sao chị Năm? Cái gì? Có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới. Tôi xíu đó hả? Cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng. Từ hồi bà mất á tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được. Cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu. Có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó. Người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. Không, nhìn cái chê nó sượng. Hột mít. Khổ lắm, bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít hoài đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ. Con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ồ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ, cậu thế ơi. Thế con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong rồi. Mang ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn nó hết đi. Mẹ tin sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bổn chỉ nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng cái nào ăn cái đó thôi. Thế à. Mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ ta thắp ta nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn 3 cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi 1 cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? No. Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy, mày kỳ khấn dòng họ mày đi.
Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày, còn có người về chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ghê vậy mày. Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được không? Oh yeah. Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sao cậu? Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai? Ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? Sao con hả với mẹ vậy con? Tôi nhìn thấy lạ lạ. Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ. Bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow. Dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng cung mày á gì được mày. Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền, chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Ừ. Còn chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Còn nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan Phan. Alo. À, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đòn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên môn gãi chỗ này, đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày đeo kiếm, mày đổ trong giả. Mày ăn mặc không giống ai. Mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền. Mà mày còn mang nhục nữa. Dụ gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về làm chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông à, gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì. Gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền. Thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? Sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà như khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Không chịu của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á. Tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á. Mày tự ám mày thôi. Có người mày, mày không biết à, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày? Cuộc đời mày á, sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Ê, bạn bè, ở bạn kế bè bên xóm. Mày đau bụng, mày bắn pháo bông cả đêm. Mày cũng không dám kêu ai. Mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu.
À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên bàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm ha. Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà, nhưng tao bắn ít hơn mày. Còn mày thì lúc nào cũng rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày nói đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á, cái đặc điểm tao là gì mày dễ không vậy? Ủa thì cái đó đâu đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm, mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. À, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản này thôi. Nha, mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mà cô độc thì em hại mày ha. Tao đi về. Đứng đây. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền á. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi. Con ta thương. Hiểu rồi, nhờ được. Anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì hết. Mày để ở ngoài, tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt là được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui dễ sợ, tao muốn hát Xăng xăng ai xăng đá về. Thôi dậy đi. Hát hoài. Bây giờ tết, bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc hả? À? Ừ. À, bây giờ tất cảnh sinh tình, nói luôn phải không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. Chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô thì nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. Mày ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi dậy đây. Tầm mấy tầm ba. Thì me chua lè vậy ta là. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Tên gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá. Đi chậm vậy ba ơi, khổ ghê vậy đó. Nay đám giỗ bà nội tới giờ cúng kiến rồi, rủ đi chợ mà làm như làm sắm đồ Tết cho mình vậy đó. Đi lâu ơi là lâu vậy đó hả? Mà cái chợ đi cũng kỳ cục nữa. Mình mua hàng mà được quyền trả giá chứ, rồi được quyền nói này nói nọ chứ, mà mình trả giá cái chửi, hỏi cái chửi mình. Cái chợ kỳ cục, mua ba cái đồ cúng thôi mà. Ủa đâu hết trơn rồi? Rồi tao hiểu rồi, mấy dân chúng mà ăn cắp ngoài chợ chứ gì nữa. Canh tao mua trả tiền xong ngốc hết trơn trời à. Đồ quỷ ăn cắp đồ cúng của bà nội tao nghe, về dẫn cổ cho chết có ngày nghe không. Mấy đứa quỷ ăn cắp mới ra đường, trời không đánh thánh cũng đâm 15 chết đuối à. Mày rủa ai à? Ủa bà, bà đâu nãy giờ vậy? Đi chợ. Đi chợ gì mà không canh, mua đồ dân chúng ăn cắp hết trơn trời rồi nè. À, ăn cắp của mày. Ba biết không, ba chỉ đi, không đợi trời đánh đâu, con giả chạc vô mặt đó đó. Nè, giả đi. Ủa? Tao lấy á,
Ủa ba, mày hay quá, mày đi chợ mày te rẹt mày đi, mày cầm cái giỏ mày đi, mày tới cái mày trả tiền, mày trả tiền cái mày đi, mày trả tiền cái mày đi, mày trả tiền cái mày đi. Tao tới người ta kêu ơ Dự nó mới mua đồ nè, Dự nó mới mua đồ nè, tao xách thấy bà tao luôn, cái giỏ mày có gì không? Trời đất ơi, tại cái chợ nó khó ưa quá. Ba biểu ra chợ nay đám dỗ bà nội, mua trứng về kho cho bà nội ăn. Cái con ra nó cô có trứng gì ăn ngon? Bà nói đây có trứng gà, trứng vịt, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, trứng gì cũng có. Con nói thôi lấy con chục cái chứng minh nhân dân đi. Cái bà chửi con đó, cái con lạng qua hàng bông. Con nói cô bán bông gì cô? Nay đã có bông ly, bông cúc, bông mai, bông vạn thọ, bông gì cũng có. Thôi lấy đại con hai cây bông gòn đi. Cũng chửi con nữa. Cái con suy nghĩ sao cái gì cũng chửi hết trơn vậy. Cái con ghét con qua cái hàng tiền đô á, mua đốt cho bà nội, thích cái gì mua cái đó. Con nói chú có đô gì cũng xài được. Nay để cái đô Sinh, đô Mỹ, đô Úc, đô Singapore, đô gì cũng có. Con nói thầy lấy con hai lóc Doraemon đi. Thế cũng chửi con nữa. Đâu con về thôi. Chưa giả mày móm là hên lắm rồi. Rồi đặt mày lanh chanh, đem đồ vô đi. Ủa trời đất ơi, ba ngộ ghê á. Đám dỗ người ta. Đây là đồ cúng của bà nội mày. Đồ cúng hả? Ờ. Đồ con tưởng đâu ba đốt. Ai về người ta đốt là villa không. Chưa thấy ai đốt cái vali hết á. Vali là tao mượn của người ta, tao đựng đồ đó. Đựng đồ cúng con mua hả? Đồ cúng mày mua là nằm trong này nè. À thôi để con đem vô con soạn đồ con cúng nha. Đem vô nhanh đi. Sao bắt 2 giờ này chưa xuống nữa? Ai biết đâu. Má, năm nay đó là anh hai anh về đám dỗ má đó nha. Mấy năm trời anh không có về đó. Má mừng dữ lắm rồi đó. Con năm nào con lo cho má chứ con bây giờ có anh hai về thấy cũng đỡ. Chú ôi. Ba ơi, dân Sài Gòn về tới rồi. Cái gì vậy? Mày bị cái gì vậy? Chú ba ơi, nãy mới ăn cháo ếch Singapore đi đường chạy xe dằn quá cái đùi nó trào lên cần cổ chú. Mặt đi vô trong này ngồi. Mặt ối quá. Ai chở mày đi mà bị say sóng vậy? Trời ơi, con đi xe hơi từ xưa tới giờ mà chú ba. Ai lái xe? Con lái. Hả? Mày lái xe mà mày say sóng hả? Thì con sao rồi chú? Đỉnh của đỉnh. Con có gì đâu mà lĩnh. Thì bây giờ lái xe mà con phải bịch cái bọc ni lông lên trước, hai cái tay cầm cái vô lăng rồi. Lỡ rồi ối rồi bây giờ quay xuống lấy cái bịch ngước lên, lỡ tới ngã tư vượt đèn đỏ làm sao? À vậy mày phải móc cái bọc lên vậy đó. Móc cái bọc lên. Ôi khổ quá. Thôi, ba mày đâu? Trời, hồi nãy đi đường xa quá cho nên là con để cho ba con ngủ ở ngoài xe chút xíu nữa. Dạ. Chút để giữ giùm con cái chìa khóa cái con xá nội một cái. Hôm nay đám dỗ nội. Chú ba. Vậy. Con nói thiệt nha. Con xá nội cái thứ nhất là con chào. Cái thứ hai là hình như con thấy là nội đang nhắc nhở con một cái điều gì đó từ nãy tới giờ mà sao con sốt ruột mà con không có biết luôn á chú ba. Thì bà nội mày nói chung cũng linh nghiệm lắm. Xin cái gì? Hả? Mày khóa xe chưa? Trời ơi con khóa cẩn thận rồi. Khóa cẩn thận phải không? Cẩn thận. Lên mấy cái kiến rồi hết chưa? Trời ơi kiến là con lên hết trơn rồi. Bị hồi xưa dưới Sài Gòn con bị một lần một là con tẩn tới già luôn á. Trời ơi ghê lắm chú ba ơi, ngày xưa trên Sài Gòn nha. Lúc đó con lấy cái xe con đi công chuyện. Cái con chợt nhớ là quên đồ dòng về nhà lấy. Thì vừa bước vô tới cửa nhà thôi nhớ chực là mình chưa cái đóng kiến xe. Chạy ra kiểm tra. Vừa chạy ra con đút cái đầu con vô kiểm tra coi có mất cái gì không. Y như rằng nào nó ăn trộm nguyên cái tượng ông Phật Di Lặc luôn chú. Kinh khủng không? Con vừa suy nghĩ tới đó rồi. Sao mà kinh khủng như vậy, con ngước lên là mất thêm hai cái đồ gạt nước nữa. Tâm lý mình tức mà. Mình chui khỏi cái đầu mình ra xe. Dưới đây là cái bánh xe. Con quạo quá con lấy cái chân con suốt bánh xe. Suốt một xe con té luôn chú ba. Nó ăn cắp luôn cái bánh xe chú. Mất một lần mất ba cái. Ở trên trển vậy chứ ở dưới quê này đỡ hơn. Chỉ sợ con nít nó tái mái thôi. Không chú yên tâm đi, cái đó là không có. Nhưng mà chứ ba chắc bà nội mày sợ mất đồ đó. Mất sợ mất xe hả chú? Không mất xe không ăn thua gì. Không ăn thua. Ủa chứ bà nội mày sợ mất mạng cho nên làm cho mày nóng ruột á mà. Ủa mất cái mạng gì nóng ruột? Mạng cha mày đó. Sao mày khóa cửa mày đóng ông ngủ trọng lát hồi ông hết hơi ông chết chứ gì đâu mà. Thôi chết cha ơi, chết rồi. Đợi con chú ơi. Ba ơi. Thôi chú, chị phá. Đây. Thôi, dạ. Ra mở giải cứu con đi. Thôi ba thở một cái cho con vui đi ba ơi. Ba thở cái gì? Mày hết chuyện.
xích beo người ta xích ngang bụng, mày xiết cổ tao vô cái ghế, mày điên hả? Mà lâu tới đi. Qua. Anh hai lâu dữ mới về ha? Ừ. Nằm ngủ quá trời quá đất mà. Ai sao mà kêu được, vừa mới bước vô xe thôi, nổ máy xe lên mà cái ba ngái còn lớn hơn tiếng nổ máy xe nữa. Chịu gì nổi ba. Mà sao tới đây rồi mà không kêu tao dậy? Kêu cái gì, tại con thấy ba ngủ ngon quá. Sự thật là có kêu, mà tại lúc đó đeo cái bịch ni lông, kêu xong cái tiếng nó vọng vọng trong cái bịch đó ba không có nghe. Mà hả a xì. Gì vậy? Cậu ơi, từ cái cú a xì này con nhớ rồi. Sự thiệt là hồi nãy mắt ối một phần thôi, một phần con bịch cái bao ni lông á là tại vì trong xe hơi ba con xịt dầu thơm nhiều quá con bị ngợp. Nó kinh khủng quá. Cái này là từ hồi ba mày lên trên Sài Gòn ở về tới giờ là cứ mùi dầu thơm không à. Không biết ổng ăn ở sao mà lên Sài Gòn cái ông về ông xịt dầu thơm. Hồi đó ổng về lần thăm bà nội mày á, bà nội mày bị ông chích nhập viện luôn đó. Còn vậy luôn á? Tại ba mày xịt dầu thơm cái mùi lạ đó, ông nó bu vô bà nội mày ra đỡ chích nhập viện. Thôi nha. À cũng hên á, hên là ba mày đi xe hơi chứ ba mày mà đi xe gì khác ha là bận cái bộ đồ này trâu nó không út tao con mày. Đi về đám giỗ má mà làm quá vậy trời. Gì? Không, mình nhịn nhục. Đám giỗ là gì? Đám giỗ là ngày mà nhớ lại hình ảnh của đám tang, đúng không? Không. Mày vô duyên vậy mày? Không có gây lộn, mình giảm xuống lại. Tao gây đâu vô là ông kiếm chuyện cho tao trước. Kiếm chuyện gì anh? Ôi. Mấy năm nay anh không về, anh về anh làm trước mắt ở đám giỗ, không dám mời ai. Mỗi lần đám giỗ là gây lộn mà. Ê, anh ăn mặc vậy không á, bà con ở đây người ta thấy người ta cũng cười nữa. Bởi tôi không dám mời khách là vậy. Nói gì vậy? Bữa nay á là tôi thu xếp công việc, thấy chưa? Tới để dự cái đám giỗ của má. Trước là đám giỗ, sau là có chuyện muốn bàn với chú. Chuyện gì? Tôi với anh có chuyện gì bàn? Mấy cái công đất má để lại cho tôi với chú ha. Làm sao? Tính toán chia cho lẹ đi, để lâu quá rồi. Công đất nào? Tôi giỡn nữa. Bên kia là 4 công, bên này 4 công, đằng sau nhà 4 công, tổng cộng là 12 công, một mẫu 2. Chú quên rồi hả? Sao anh không tính luôn trước mặt mình 4 công nữa? Có hả? Ngày xưa má mình bị lẫn, bà chửi từ đầu này tới đầu kia là người ta dời nhà đi hết 4 công nè. Rồi đầu này qua tới đầu kia là bà chửi dời hết 4 công, đằng trước mặt dời 4 công, đằng sau lưng dời 4 công, tổng cộng là 16 công. À, tới hồi má chết chưa có cái đám ma nào mà vui bằng cái đám ma của má. Mà sao? Người ta đem bò tới người ta tế má nè, đem heo tới người ta tế má nè, đem gà tới người ta tế má nè. Người ta mừng quá, bị ba chết rồi, người ta mừng quá, người ta về người ta ở lại miếng đất cũ của người ta đó. Rồi ở bò heo đãi mấy ngày không hết. Không, kìm lại. Má bây giờ về lấy cái gì? Còn nhà mình có con chùm mới lớn vậy thôi đó. Thôi được rồi, chuyện nó tính sao? Bây giờ cúng kiến là chuẩn bị xong chưa? Hả? Để tôi còn đi về nữa. Trời ơi, chuyện đó là chuyện anh khỏi phải lo đi. Mấy năm trời em có về đây, tự động tôi cũng cúng má như thường. Tôi chuẩn bị gì rồi? À, đồ cúng xong hết rồi nè. Đồ cúng xong rồi đem ra đi. Dạ. Bác hai mày về ra đây. Ra người đừng về. Mày về mày nhanh gì vậy? Trời ơi, bác hai. Mặc chi bộ đồ đỏ chói dữ vậy? Đi từ bên trong tưởng đâu heo quay cúng bà không đó. Mày nha mày. Hết cha tới con à. Mẹ. Ăn nói vô chứ. Vừa phải thôi tự nhiên ba ví như heo quay. Chú ba ngồi đây sao mày không tưởng là hôm nay nhà mình cúng khô cá đuối đi. Nè. Hai đứa bay đừng có vô duyên nha. Chữ ba con. Thôi ba nhịn đi. Mình kiếm chuyện chứ. Ba. Cúng đó hả? Sao cái năm nay nhà mình cúng giỗ bà nội ít quá vậy? Ủa, mỗi năm mình giỗ một mình làm đám giỗ à, thì mình làm cho nó chu đáo. Năm nay có đại gia Sài Gòn về, phải để cho họ hưởng phước nữa chứ. À. Phải chia cho họ nữa, đặng họ cúng cho họ có phước. Đó nè, trái cây 2 trái, vàng 2 cục, đô la mấy tờ, đồ 2 bộ rưỡi. Bác hai cúng gì bỏ vô đi. Tao đâu có cúng sơ sài như vậy. Nhanh đi, cho tôi cúng cho rồi. Tới giờ cúng phố rồi. Phố là phải có đẳng cấp. Đúng, phải đẳng cấp. Đây. Đây là một cái voucher. Nghe chưa? 20 triệu của cái hãng là YSL. Tiếng Việt là Ygritte HL. Nghe chưa? Đây là cái công ty mỹ phẩm mà Quang Lê với lại Minh Tuyết có xài đó. Thấy không? Bây giờ tôi cúng cho má.
để xuống dưới má nó sức để mà da nó săn sóc cho mặt cho nó trẻ lại. Trời đất ơi, đã ta làm ma còn muốn làm ma đẹp nữa trời. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Cái đó là ba con là lo cho nội về cái phần mà nhan sắc. Còn con là lo cho nội về sức khỏe. Tốt. Hôm nay đám giỗ nội nè, con xin được cúng cho nội chiếc xe đạp để nội đạp đi xì ba. Mày làm mất mặt tao mày. Không. Sao không cúng xe gắn máy? Mà nội chưa có bằng lái. Mấy ngàn mày cũng tiếc nữa. Không phải, dân Sài Gòn. Con tôi nó cúng xe đạp. Cũng vậy đó mà cũng cúng được hay không? Mày thấy hay thiệt á chứ. Cái xe đạp như xe đạp xiết khỉ vậy trời. Nhưng mà nghĩ như vậy thì má lớn tuổi rồi, thời tiết nóng như vậy mà đạp xe đạp sẽ bị mỏi dầu. Dạ. Tôi cúng cái này mới là lớn nè. Dầu gió xanh con ó. Phải có cái nhãn hiệu là Eagle Brand nha. Màu đỏ đằng sau ống ánh mới là thiệt. Thấy không? Không ba ba. Cúng như vậy. Cái hãng này nổi tiếng lắm ba. Để này đó là cúng cho rồi. Cho con xài thử miếng được thôi. Ê. Đừng có ké nha mày. Nào giờ dưới quê chưa xài này. Chưa, con cúng cho bà nội mày mà xài cái gì. Trước sau mày cũng xài. À dạ dạ. Hổn. Để cúng cái đã. Cúng được à? Bỏ lên đây tôi cúng. Rồi đó. Trời đất ơi. Quẹn cái là cúng rồi đó hả? Sao ông bỏ lên luôn mà ông để gì kỳ vậy? Người ta chết rồi, hưởng hương qua thôi. Đưa nguyên chai chỉ cho nó tốn. Trời ơi. Con nói ba keo mà. Nè, đừng có nói keo kiệt ở đây nha. Tôi làm như vậy là sơ sơ thôi. Tôi không muốn người nhà người ta hưởng ké. Tôi phải như vậy chứ. Hả? Tôi đâu có phải hạ tiện như vậy. À. Bà con tốt lắm, cúng đàng hoàng. Má ơi, hửi đi má. Xong. Thơm quá. Ôi vậy cuối cùng ai hưởng trời. Cuối cùng cũng vô lỗ mũi ổng mà. Ông đưa bà nội mày chưa kịp hử. Giật lại liền. Giật lại liền. Trời ơi, cúng đẳng cấp quá. Phần tôi vậy là chú đồ ăn đủ sao rồi? Thôi bác hai yên tâm đi. Ba con chu đáo lắm. Sớm mời á, trước khi đi chợ đó, ở nhà ta nói hả, luộc nguyên một nồi giò heo nè, với lại gân bò hầm sả ớt ngon lắm cho bà nội ăn. Bậy bà, mấy cái món nó dai lắm, tôi ăn đâu có được. Tôi làm đâu phải cho anh ăn. Tôi làm ở đó trước cúng má, sao là cho con tôi ăn. Còn cha con anh cúng cái gì, cha con anh ăn cái nấy đó. Ví dụ như ăn niền xe đạp nè đó, ăn cái mỹ phẩm này nè, với uống cái dầu xanh là được rồi ha. Con đã nói với ba lại rồi, mình kìm lại. Đám giỗ là ngày nhớ lại hình ảnh của đám tang ha. Hồi nãy giờ vô tao kìm lắm rồi nha, mà nó cứ kiếm chuyện với tao. Kiếm chuyện gì? Anh về anh cúng gì kỳ cục vậy? Không có được một cái bông cho má. Tôi hỏi anh này kỳ cục vậy? Bao nhiêu năm trời ông như vậy à? Bữa nay anh về anh cúng chơi đời vậy hả? Mấy năm trước tôi có về rồi ha. Mà chú về chú không có quan tâm tôi. Chú lơ là, tôi ghét tôi không xuống nữa. Chú có nói tôi là không lơ là cái gì? Anh là con trai trưởng mà anh nói vậy. Nè chú không có hổn hay chưa? Thôi hổn gì? Lần nào gặp tuần nào gặp cũng cái lộn hết trơn. Vậy thôi mỗi người nhịn nhau một tí. Tao có gây gì ông đâu. Quá mà. Gì vậy? Cái gì vậy? Ông Vũ bị gì vậy? Dầu gió đâu? Lấy dầu gió sức cho nó. Dầu gió đâu? Dầu. Nó tỉnh rồi đó. Trời ơi. Sức dầu gió cho con mà cũng không dám lấy cái chai ra sức đưa cái mâm hơn thử. Con mình mà cũng keo được nữa. Anh Dũng. Sao rồi con? Anh Dũng còn sao không vậy? Thằng hai là ba nè con. Không, ba là ba của con. Không, tao mới là ba của mày. Ba cái gì hổng láo. Nó ngất xỉu rồi, nó không mơ. Bác hai đừng có đánh. Có chừng có ai nhập vô đó. Ba. Có khi nào ông nội không? Ba ơi. Không, đây là chú, không phải ba. Ba cứu ba đi. Ba mày đây. Chú chứ không phải ba. Chú tên là ba. Là ba của con đây ba. Là sao? Ba. Là ba của thằng ba đây. Không hiểu. Trời đất ơi. Một câu bớt dùng hai số lại.
bây giờ không số nữa, tao là ba mày, má mày. Ê, có chuyện ông nội. Đánh con tôi. Đánh con phải ông nội đi bây giờ. Vợ tao tao còn quánh chứ, đừng có nói mà. Mày đưa được vợ nữa. Bây giờ, ngày hôm nay, bà nhập vào xác của thằng Dũng để trời về ơi. Thăm mấy đứa nè. Ông nội đó. Không lẽ ba thiệt? Hỏi coi, hỏi coi. Con anh nó có đồng cốt gì không? Thì tôi không biết. Ba hỏi. Bây giờ nè, nếu mà ba thiệt là ba tôi, bây giờ hỏi chứ ngày sinh tháng đẻ ông là ngày mấy? Nhớ chứ sao không? Ngày sinh là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái. Cái gì vậy? Phải không? Ngày sinh của ba là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái kìa. Phải. Tôi đâu có nhớ. Phải không? Tôi cái năm có... sinh đó phải của ông nội mẹ không? Phải. Bà... Để con... bây giờ cả nhà chờ đi, tao chạy ra cái mã tao coi. Thôi! Mạnh quá! Trời ơi! Thì giờ, đợi tới lúc ba vô là ông nội đầu thai rồi. Tao không nhớ mà. Để con vô con coi ba có ghi trong bàn thờ nè. Vậy? Là ba đây, Nguyễn Văn Chính đây. Ba. Đây nè, bàn thờ ghi nè. 15 tháng 5 năm 1955. Cái đó là năm sinh của tao. Ủa năm sinh mà sao ghi lên bên hông bàn thờ vậy? Có cái hát nè. Ê, cái ngày này gần luôn. 23 tháng 11 năm 2019 là ngày đám ma ông này. Ê, không có giỡn nha. Chết thầy là mà đám ma. Đại không. Trời đất ơi, ngày trả nợ ngân hàng cũng ghi vô đây làm chi vậy? Đây nè, Nguyễn Văn Chính, 19 tháng 9 1939. Đúng rồi, vậy đúng ba rồi. Tao quên năm sinh ông nội mày chứ. Bây giờ nè, để cho xác định là đúng hay sai nữa, hỏi cái này là kín đáo nhất, chỉ có con với ba với anh hai biết thôi. Thôi đi. Mấy đứa nhỏ không bao giờ biết. Vậy cái năm số điện thoại cuối của ba là năm số nào? Làm sao quên được. Năm số cuối là 34509. 34509. Chính xác. Ủa đúng rồi hả? Đúng ông nội mày rồi. Sao vậy ba? Sao chú chắc? Bởi vì cái mà phong thủy là ông nội mày số 1. Đó, chính vì ông lấy cái số điện thoại này ông làm ăn, cho nên nhà mình mới sạc nghiệp tới giờ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa ba, cái số đó sao mà sạc nghiệp? Tôi chưa thấy ai mà như cha mình. Mở thì mở cái dựa trái cây mà ông lấy số điện thoại là 34509. Trái cây mà 34509 bán này ăn. Mới nửa năm là sạc nghiệp rồi. Ba phải đúng ba rồi. Ba. Hả? Ba về đây có chuyện gì? Sao má về? Ba về bữa nay đám giỗ má mà ba về sớm vậy má không về? À, chắc là đám giỗ bà nội mà ông nội về ăn ké phải không? Giỏi lắm. Tụi bay cũng ác. Già cả nú không mà cúng gân bò xào xa tế. Cắn một cái trời ơi nó giác cái nú. Bà nhớ mấy đứa lắm. Nhớ má của tụi bay nữa. Bởi vì ở dưới không gặp được. Ngày nào ba cũng đứng để chờ người ba yêu lương lờ qua trên lối đi về. Nhìn theo sai đắm mà muốn kêu mà sao không dám. Sao ba không kêu? Bữa đó càng tiếng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ba cũng ít có xàm. Về đây gặp tụi con vậy là vui. Thôi ba đi. Nhưng trước khi ba đi, ba muốn nói một điều và nhắn nhủ với thằng hai rằng. Dạ. Hai à, lần sau hai cha con mày đi ăn đám giỗ mặc đồ bớt bóng lại. Cái gì? Vậy. Cái gì vậy? Đây nè, ông nội mày hồi nãy gì mày không nói chuyện gì, giờ này mày khóc cái gì? Tao nhớ ba mày quá. Cái gì vậy? Má. Má là má của mày nè. Má mày. Trời đất ơi lao. Mày thấy bên kia được cái mày làm theo luôn à.
Mày quá hổn rồi, mày tán má, mày muốn rớt cái não luôn. Má, má là má của tụi bay, bà Nguyễn Thị Tái Gầu Gân nè. Nguyễn Thị Tái Gầu Gân, bà nội, bà nội. Đúng rồi. Đúng là má tên là bình má. Thường á là ở cái xóm này kêu theo tên ba không à, kêu má là bà Chín, bà Chín. Tới hồi má chết rồi ba mới đưa cái tờ giấy ra, tôi mới lục cái tờ giấy ra là đúng là má tên Tái Gầu Gân thiệt. Hèn gì tôi nói anh nghe, bữa đó hả, đám ma của má treo cái bảng cáo phó lên, người ta tưởng khai trương tiệm phở. Trời ơi. Kéo tới đông nghẹt. Sở dĩ tao tên Nguyễn Thị Tái Gầu Gân à, lúc đó tại má tao đau đẻ, lúc ba đang thèm phở, ba đặt cho đỡ thèm thôi. Tao về ngày dỗ tao thấy buồn quá à. Làm gì má buồn? Ủa, ba mày mới đây đâu rồi? Đây rồi. Ủa cái gì? Mới xuất đi. Trời đất ơi, tao kiếm ba mày ở dưới đó không gặp được, rồi lên đây cũng không gặp được, làm sao? Ủa sao kỳ vậy má? Sao giờ chết rồi phải gặp nhau chứ sao không gặp được? Có, ông chết xuống dưới ông ở tầng 1 á, tao ở tầng 18 lận. Ủa, sao nghiệp... cái tầng 18 là cái tầng cuối cùng mà sao má ở đó? Tao chửi riết cái nghiệp tao nó nặng quá. Trời ơi. Hèn gì ở tới tầng 18 luôn. Hay thiệt. Vậy là mỗi lần mà ông nội muốn thăm bà nội là ông nội phải nhảy lầu hả? Thì đó, ông kiếm tao ông nhảy mém té mấy lần chứ bộ. Cái bữa đó tao thấy thằng ba nè, nó đốt nhiều với tiền vàng mã quá, tao mới nhín ra miếng đút lót cho đầu trâu mặt ngựa đó. Nó dắt tao lên kiếm ổng, mà nó nhận tiền xong nó dòm lại, nó trời đất ơi, mà đốt tiền mà lủng lỗ không vậy? Dòm kỹ mới thấy trời đất ơi, mày mua tiền đô ngoài chợ, bấm kim không đốt xuống đâu có xài được đâu. Trời ơi. Má giận tụi bay lắm. Má nuôi tụi bay cả cuộc đời, cho tụi bay ăn đủ thứ hết á, mà tụi bay không biết má thích cái gì. Tụi bay không có đốt đồ đạc cho má. Má có không... mà má. Con biết má thích mà. Ngày xưa má thích màu mè, con đốt đồ cho má lúc nào cũng màu mè. Má coi nè, đây màu đỏ nè, thấy không? Màu hường nè, thấy không? Rồi vàng dòng đồ này nọ đầy đủ mà. Đây là mới nói không có sao được. Đủ màu. Tao biết là mày mua cái đồ màu vàng, màu đỏ, màu xanh mày đốt cho tao. Mà tới hồi mày đốt xong mới ra tro màu trắng, màu đen không à. Mặt như mặt bà ba đen vậy đó. Rồi vàng dòng mày mua cũng 4 số 9 đâu quá trời bóng lưỡng nè. Đốt xong nó cũng ra tro màu đen. Tao đeo với tôi đi vòng vòng mấy bà bạn mới chọc tao. Mới nói xiềng xích đeo chưa đủ sao còn dắt chì lên người nữa. Trời ơi. Trời ơi, cái đó là tại vì cái chuyện mà con đốt cho con đâu có biết đâu. Mà mốt còn được, còn cũng còn để nguyên. Tới hồi, mà má tức quá. Má tức cái gì? Đồ mặt tao không nói. Đám giỗ tao mà không biết tao thích ăn cái gì hả? Má thích cái gì má nói tụi con mới biết, thích tụi cái con gì cũng... thì nói đi. Má thích ăn bánh bao. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Má nè. Gì? Bà đừng có xạo nghe. Bà là cái dông nào? Tôi mới là bà chứ bà không phải tôi. Ủa anh hai, hồi xưa ba mình mấy vợ? Một vợ thôi. Một vợ sao giờ tới hai bà? Tao không biết. Từ xưa tới giờ hai đứa bay biết hai từ nhảy dây chứ chưa bao giờ nghe hai từ nhảy dông phải không? Trời ơi. Bà đừng có láo nghe. Bà là má giả, má mới là má tụi con. Bà sao? Không có bà má nào như vậy cả. Bà nhìn hai đứa con bà đi, đẹp trai sáng sủa, cớ sao cái răng bà lại hô như vậy? Bà là thuộc họ hàng của nghệ sĩ Hoài Tâm. Không, nó giống vợ con. Bà im đi, bà dòm lại bản mặt bà đi. Có người phụ nữ nào mà chân mày dài tới bát như bà không? Chân mày gì mà thêm chữ V chính giữa là thành chữ M luôn đó. Bà hay lắm, còn nhìn trên khuôn mặt của bà, tôi chỉ muốn tặng cho bà vài câu thơ thôi. Thơ gì? Răng mà tẩy trắng gọi là răng đen, răng của trẻ em gọi là răng sữa, cắn thì dùng răng cửa, xé thì dùng răng nanh, chỉ có răng hô là vừa cắn vừa xé. Chắc tao rút răng phóng nát bàn thờ nhà mày quá. Bà dòm kỹ cái mặt bà đi, chắc bà đẹp bà. Chọc cơn điên tao chửi lên rồi ha. Bà biết bà xấu lắm không? Bà xấu mà xấu từ ông cha, xấu lan qua hàng xóm, xấu từ phường khóm, xấu lên tỉnh thành, ai biết xung quanh cũng biết bà xấu, mày hiểu không? Tao nói xấu mà xấu từ chiến tranh, xấu vô tới hòa bình, xấu từ bùng binh, xấu vô tới hẻm cục, xấu mà không biết nhục nhã dòng họ tổ tiên, xấu từ trước công nguyên, xấu tới thời hiện đại, xấu từ lúc nhỏ dại tới lúc lớn khôn, đem chôn đầu thai của cuộc xấu lia, xấu lịa. Trời đất ơi, tao nói xấu mà lung lay nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu âm ỉ từ lúc mới chào đời, giật nổi sau giời bà cũng còn xác. Má nè.
Mà tôi biết. Má nè. À. Hồi xưa bà chửi mà người ta dọn nhà đi đó. Vậy hả? Má đây nè. Không phải, tôi mới là má đây. Bà chửi tôi dài quá tôi nhớ không kịp. Còn tôi thì chỉ ngắn gọn thôi. Ông bà ta nói đúng. Đúng là có câu giải thưa không che được mắt thánh. Rồi sao? Cũng giống như răng hô không che được mắt người. Trời, tao bay vô lấy cây nhiếp đi, tao nhổ sạch chân mày con này tao mới chịu nè. Chú, bây giờ hai người đều chửi giống nhau hết, là biết ai là má thiệt của mình đây? Tôi đâu có biết đâu. Hay là hỏi cái gì khó khó thôi rồi mới biết. Anh hỏi đi. Má ơi, hỏi cái gì khó khó đó. Nếu má là má của tụi con thì má còn sống hay má chết rồi vậy? Mày hỏi khó quá. Tôi nể anh rồi. Đã nói hỏi cái gì khó thôi mà. Má, bây giờ nếu má là má của tụi con hỏi nè. Má chết rồi, má là ma hay là người? Vô duyên. Anh em tụi bay nói chuyện lắp cái não vô giùm được không? Tao chết tao phải là ma chứ. Bà cái ông bà. Bà kia, tôi đánh là chết. Bà đi, bà đi. Đi. Ha. Đúng, đi. Cái gì vậy? Đuổi ai vậy? Má đuổi ai vậy? Là ba đây. Hả? Trời ơi, sao biến đổi liên tục vậy? Con mụ kia là con mụ nào? Bồ nhí. Trời ơi, sao bà biết hết chuyện của gia đình này vậy? Tôi kể. Trời ơi, sao ba rảnh ba đi kể cho bồ nhí ba nghe chuyện gia đình mình chứ vậy? Cả cuộc đời sống chưa bao giờ biết đánh ghen, bây giờ chết phải đánh ghen nè. Con ra đâu? Kêu nó ra nói chuyện với tôi. Con ra đâu? Nó đi rồi, bà đừng có nóng giận nữa. Tôi đây nè, gây lộn hoài vậy. Tôi đây chính nè. Mình ơi, lâu quá mới gặp lại ông. Ông khỏe không vậy? Bà đang khóc hay đang cười vậy? Cái gì vậy? Ông tôi khỏe. Ông mất dạy lắm. Ông ngồi đi. Chừng nào ông đi đầu thai vậy? Hình như trong lịch là tuần sau á. Còn bà? Tôi ở dưới vô thời hạn. Sao vậy? Nghiệp không biết chừng nào mới hớn. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi. Bữa nay đám giỗ tôi nè. Tôi nhỏ nó cúng. Ông về ăn với tôi nghe. Mấy đứa tụi nó cúng. Cúng ác cúng ôn. Nhất là thằng hai nè. Nó đốt cái gì nó không đốt cho tôi. Nó nghĩ sao nó đốt mấy cái đồng xu đồng cát xuống dưới. Bà nhớ không? Có một lần bà khô môi. Bà xin tiền tôi đi mua cái son để dưỡng môi của bà. Xài đồng cát ra tiệm con nhỏ bán son nó chửi quá trời. Về sau này điều tra mới biết. Nó đốt đồng xu thiệt không đốt. Nó đốt đồng xu thẻ thú nhúng. Sao xài? Mấy cái vụ đó bỏ qua đi. Đám dỗ tụi mình á, là ta nói hả, cha mẹ nuôi con á, biển hồ lay lan. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Bà, tính là nào trời? Nó cúng mà ba cái đồ này sao tôi ăn? Thì đó. Mà cúng tay ông nữa. Bây giờ tụi nó phải gặp nhau là cái lộn mà. Cúng tay ông hồi xưa lúc mà còn sống á, không lo dạy dỗ tụi nó. Tụi nó hả, tụi hồi nhỏ đã hay gây lộn rồi đánh nhau rồi. Ông lo nhậu nhẹt không ha? Bà nói tôi thì bà nghĩ lại bà đi. Ngày xưa thời gian trước sao hả? Bà bó và đi đánh bài tôi ở nhà cho hai đứa tụi nó bú. Bà quên hả? Ông cho bú đường nào? Xin sửa bình của hàng xóm. Tầm 7. Cái đợt này là 7 rồi. Anh hai, ba má bây giờ chết rồi mà còn lẫn. Anh hai nhớ không? Ngày xưa đó là anh em mình thương nhau lắm. Hồi đó là em với anh hai đi bắt cua ở ngoài đồng. Lúc đó là nước đang lên nè. Xong em trợt cái chân, em té xuống sông. Lúc đó anh hai bơi xuống, anh hai cứu em. Anh hai cứu em xong xuôi anh hai bắt đầu đuối rồi. Anh hai ráng đẩy em lên trên bờ. Rồi nước cuốn anh hai đi. Rồi người ta đi ruộng về, người ta mới vớt anh hai lên. Lúc đó đã thương em mà. Đâu có phải như vậy. Đúng rồi, chắc có điều rắm cắn ở đây nè. Anh còn nhớ nha, hai anh em mình hồi xưa nghèo, mỗi đứa có một cái quần đùi để đi học thôi. Đúng rồi. Có bữa anh ham tắm sông quá, nhảy xuống cái quần nó trôi đi mất. Đó rồi bà con hàng xóm thấy mắc cỡ, nó chui lên cây anh trốn.
Thì lúc đó em mới đi ra đó. Em mới đi ra cái em thấy bà con bu quanh cái cây, em mới nhìn lên em thấy anh hai, em thấy anh hai cái em mới tuột cái quần của em ra đó. Em quăng lên cho anh hai để anh hai đi về đó. Như vậy là đủ thấy em thương anh đó, rồi. Thì cuối cùng xong em về em nghĩ ủa sao mình ngu vậy, nếu mà thấy thì thấy một người thôi, mắc mới gì thấy tới hai người. Cuối cùng cả xóm tập trung cứ chê ba không à, nó giống nhà cha chính không tốt. Nó tóm lại lạnh nên mình thương nhau chứ đâu phải đâu như có là, như ba, là ba. Hai người này nói đâu thấy chưa. Em nói chơi cái chiêu này là hai ổng quê ha. Thì đó, anh đã nói hồi nãy rồi, ba anh hay kể anh nghe mấy cái vụ này lắm chứ. Ủa, ủa bác hai cũng có kể hả? Ủa chồng bố. Ba em kể rõ lắm. Dạy hả mày? Bà ơi, bà. Ông ơi, bà. Ông nội mày chứ bà. Ba nào? Mày tính nói gì? Ba nào ở đây? Hả? Đừng đánh má. Đừng đánh má. Má mày tao còn đánh. Má, đánh con quá. Cho mày quánh mày luôn á. Dạy mày dám. Mày nghĩ sao vậy? Dám giả ông nội mày hả mày? Tại vì hai mày làm gì vậy? Thì nhờ vậy hai người mới chịu nói chuyện với nhau. Bây giờ con nói thẳng luôn nè, ba với bác hai á không có dịp gặp, ai cũng bận hết á, mà năm có ngày giỗ của bà nội ông nội hà, mỗi lần gặp là cãi lộn, cũng đùn đẩy trách nhiệm hết. Ủa ba với bác hai nhớ chuyện hồi xưa nhường nhịn nhau từng chút một, giờ lớn rồi tới ngày giỗ không nhường nhịn nhau một tiếng hay sao mà cãi lộn hoài? Bây giờ con nói thiệt luôn, con cứ thành dự là bài ra hết. Vì muốn chú với lại ba quề lại yên bình, lại đừng có gây gỗ nữa. Tối nào hai thằng cũng bàn kế hoạch với nhau, gọi FaceTime mà tức đêm tức hôm muốn tâm quần con mắt luôn. Là bây giờ để muốn cho hai người như vậy thôi. Hiện tại ba mày chứ ai, ông làm lớn mà tới ngày giỗ ngày quải đồ này nọ ông không chịu về quê. Đâu phải tôi không về, cái lần đầu tôi về đó thì chú có để ý tôi đâu. Giận tôi mới lẩy tôi mấy bao nhiêu khách để ý vậy, anh em ở trong nhà anh phải phụ tôi chứ. Thôi mà đừng có cãi lộn nữa chú ba ơi, con nói thiệt á, là tại vì ba con chú cũng biết là đi làm rồi đi gặp người này người kia, đối tác này đối tác nọ mà đâu có thời gian đâu. Nhưng mà một cái chuyện bí mật con biết được là tất cả những cái số tiền mà ba con làm, ba con dành dụm để dành để về đây xây một cái ngôi nhà mới, để có cái chỗ mà thờ cúng ông bà. Rồi sẵn là có cái chỗ mà cho chú ba với anh Dự ở nó đàng hoàng hơn nữa. Ủa thiệt hả bác hai? Dĩ nhiên rồi. Mà tao không muốn nói trước cho ba mày biết, muốn là bất ngờ. Thôi bây giờ nói thiệt anh, nhiều khi tôi cũng tức anh. Nhưng mà thôi bây giờ anh đã nghĩ được tới cái chuyện mà để có cái nơi thờ cúng ông bà với lại cha mẹ, vậy là tôi mừng rồi. Bây giờ anh em mình coi như không có gì đi. Ừ. Mày coi vô lấy cơm rồi ra cúng đi. Bữa nay tôi nấu cơm á, là toàn nấu á, những cái món mà anh thích ăn không đó. Ngày xưa má hay nấu cho anh ăn đó. Ôi khỏi nè, có mắm chân nè, rồi có mắm lóc nè, mắm kho chấm mắm rau kho chấm với rau nữa. Thôi đi ra nhà hàng ăn tôi đãi cho. Cái gì? Tôi đãi cho. Thôi ăn cơm nhà đi cho nó tình cảm gia đình. Ừ, vậy đi cho đỡ hao ha. Trời ơi. Ba giờ quề phải không, vui vẻ phải không? À, tính tiền điện tháng này đi, gần tới đám giỗ con gọi cho ông bàn kế hoạch thôi. Nhiều tiền điện nhiều lắm. Không nhiều đâu mà không lấy cái bill nè, em bữa trển gửi về nè, đứng đi em vàng ra thì đó. Bây giờ cái tiền là phải trả đó, chứ đó. Mình thiếu nợ mà, bao nhiêu cũng trả mà, bao nhiêu cũng phải trả thôi. Mình thiếu cái tụi bay đưa bill ha, đưa các băng khánh thành vậy. Tao đưa tao coi cái tổng thôi, cái tổng tao để tao trả chứ có gì đâu mà 9.2 triệu nè anh hai trả đi. Nhiều quá, trả không nổi. Được rồi, để tôi trả cái này. Thôi cho. Thôi giờ thay vì ra nhà hàng ăn thì bây giờ ăn cơm ở nhà đi. Được. Đấy, để đồ lên thắp nhang cho má đi. Cả nhà mình vui vẻ như vậy chắc má vui. Đón Tết cho bà nội vui nha. Rồi. Vô đốt nhang đi, ăn cho nhà nhà ăn cơm nè. Bà nội ơi, phải ơi. Nhiều quá. Nhận mình thông minh.
không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Cái nước đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ vô mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, tụi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói chuyện vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình, và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi. Bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ, đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng câu bà nín đây, ba không có quyền hát bài này, bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mày đã phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây là con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành nợn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. Ờ không có. Tao nghe kỹ rồi, tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà nghe chưa? Ê, còn nhà con đó. Còn con sao? Kệ mày. Ba, quan tài có nào? Quan tài có trong không? Mày đâu? Ở đây không phải chạy hồn, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thằng bất thiếu. Đứng thẳng lên cho anh hùng. Anh Quýt. Mày tính trốn tao mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì vậy? Dạ quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ có con gà mái tơ nuôi còn nổi, mới luộc chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khóc món nợ vài ngày đi anh. Xích đòn đó mày. Chú còn lại chú. Nhà còn có cái tivi. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái
mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi quay lại. Cứ chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dẹp mày. Khoan. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ra bao nhiêu cây vàng mày nhớ không mày? Dạ nhớ, lúc mượn 10 cây, tiền lời cắt cổ là... Hả? Dạ không, tiền lời nhẹ nhàng, vốn lẫn lời là 22 cây à. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba, cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ đây. Ở đại ca. Dạ xong quyết đây. Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó dịch đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái thì phải. Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tôi quay. Cái. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà bà Chính ba trốn đi. Bà Chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Đau quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần, hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhọc rồi. Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp giữa chức tước và tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Con chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Mẹ Tư chủ nhà. Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc rồi. Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề này phải không? Tao nói thiệt nghe, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tóp vô nó khiêng đi rồi. Tao thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ, hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi núp luôn ở trọng rồi. Nghe câu này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi thì sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm. Nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chánh bị ba con tâm sự à. Bạn bè giống bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo. Nói cái gì mà nhân tạt nước sôi trong mặt người ta vậy? Thôi được rồi, chê xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe nó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng tiền nhà mà chỉ làm gì la lối ôm sòm vậy? Ai dám thiếu chị tháng nữa?
Trời, mà tôi nói chuyện nghe tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, là tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn mà anh lo bài bạc số đề là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoan, có con nào chỉ tôi đánh hôm rạy thua quá anh Quang. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ ra con cá kìa. Thôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Tại tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy? Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi. Đúng không? Là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Ừ. Thắng cho anh là tôi không biết nữa. Từ bởi vậy? Tại cô Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chiêm bao mộng mị con thấy gì đó, con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thì với cô, bây giờ con nằm chiêm bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với ba con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng Tài đã nhắc tôi mới nhớ nha, cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Gì con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi. Tử tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời á thì còn có ngày mưa ngày nắng, mà người cũng có lúc hiền lúc dữ. Bực quá à. Chị Tư. Hả? Cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á. Bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn. Bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi. Anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hất cái quần xà lõn anh đây làm chi đó. Tôi nói như vậy nè, tôi nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà qua thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tôi nói chuyện đó là vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải về chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nước tôi đuổi đi nữa, mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết nè. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự ngàn tội nghiệp nên anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe, có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe tháng rụp chết vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ra phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe, để mà xứng với lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi. Hả? Không được đâu. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu? Anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy, ai thèm đấy anh. Tôi nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Thôi tao hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại qua. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát, ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim đổ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè, xanh lét rồi ba ơi.
con không muốn đâu, con không muốn đâu, con không muốn lấy muốn lấy vợ phải không? Muốn xa ba phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói là anh nói anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì. Tôi nói thiệt cái chuyện nha, gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học. Đúng. Chị nhìn kỹ coi, thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa học lũ. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương xa học lũ, chảnh quá ha, giàu quá ha. Nè, nè, nói có sách tắt cái chứng nè, đẹp ơi. Gì? Đẹp ơi, nè, nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó bắt kiến thấy gì chưa? Đừng đọc tao đó. Thuộc rồi mày, tao thuộc rồi. Coi như là nó coi rồi nợ 6 rau với 1 tháng coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối sớm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu, mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô chưa ghi. Ủa vậy hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang, tôi tính sơ sơ thôi nghe, anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Sao? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Vô gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh, có dòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ anh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Tước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu ai đem con sao sang sông để cho rồi xảo sổ lòng bay luôn. Là ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chị con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe, quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè, má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trời bậy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi bây giờ vậy đi, không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây, nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi, anh Quang ơi. Sao? Anh làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi, anh là dân chơi thứ thiệt rồi, mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng, còn có cẳng một à. Cái bộ đồ nào khác thay anh Quang? Được rồi. Không còn bộ đồ nữa chứ hả? Đồ không đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trời, con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời, tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa Quang. Trời ơi, con hay là con đi Mỹ mà không thích ha? Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với cô. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy thì ba mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con? Con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuộc cha, mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng, trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều.
kỹ đi Thúy Kiều, người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi, xác con à. Ông hỏi mấy tiệm phở về mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt ông quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là Châu Nhuận Phát lúc về già. Ôi trời ơi, ngoài đường gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi trời, bao nhiêu mỡ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dựng đầu dậy đi qua đây gặp. Sao? Chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày mà đặt cái cành trong giữa gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha. Đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Ừ, chồng hả? Ừ, chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ, con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi, tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó. Dạ. Việt Kiều đó. Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Thằng Duy dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp lẹ. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Nó quánh đến con à. Trời ơi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa dơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Nói thiệt, chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện, mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Ờ, chạy đi. Ờ, tài, qua, từ nói nghe nào. Anh Quang, nhìn đi anh Quang. Từ hồi nhỏ tôi lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tao nói số 10 này là 10 năm tình cũ đó. À, bây giờ vậy nghe. À, nên, bởi vì tao nói ở đời nghe có 4 cái ngu: làm mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm chầu. Mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người em ơi, thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi. Dạ. Cởi kiểu nào thì tùy ý em. It's up to you. Chị đi về nghe, để cho hai trẻ tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe. Nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả, là voi ngựa thì sắp hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con? Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Massage đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi. Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy. À. Bố biết không, à, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Bà biết, bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. À. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, được. Cái gì?
Chào. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới, mua nhẫn cưới. Dạ kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Con nghe huấn luyện thì bà xỉu liền nè. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ bố cứ yên lòng. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà đó, con ăn cầu 20kg sâm con ham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập 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 trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư là. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết, còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Bố ơi bố. Nè, khoan đợi gì? Vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính chối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, phải đấy. Cái vợ mà làm dữ. Ôi trời ơi anh này, anh sao khéo lơ, thả nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ mày không có trốn á. Anh nghe ra đi. Cho... thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhanh nhé. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Thằng này thiệt tình. Quán đâu? Quán có nhau. Thằng nào đó bay? Quan tài ơi, quan tài bây giờ không còn là quan tài hồi sáng nữa đâu. Ê, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa? Mày mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Chắc cũng đồng nghiệp đấy mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao vừa đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Ê, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom bà còn lấp được, hố gì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lùn mà vừa bụng bự xấu. Này bà mà tát một phát ra thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nha con. Đại ca sáu quýt nè. Bưởi còn chết chứ thứ gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thá gì ở trong cái nhà này mà bà dám xí vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Kể từ giờ phút này thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tiêu tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé,
mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năng nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sồng sộc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má cái hạt thằng kia. Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố không nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quan, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có 20 mấy cây vàng nó mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đỉa luộc á, rồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê xong hết. Cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Đi. Mà, bà đang làm dâu hiền mà vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô đó con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng con đây, gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À, mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại, nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lử, con tự tử cần sớm rồi. Thôi được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông, bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Zết. Alo. Zết á thì bình yên, còn lô á bình hưng hoàng nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tỳ đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, 100 năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tay không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tết đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thế có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi, đây là mai đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quơ, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao quơ chết liền á. Để con. Em, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ zét alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh lên, để em giải quyết. Bây giờ, ba em giải quyết không được, em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè. Em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra thế đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ,
trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1,8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 g, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên ta phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ. Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi ôi, mày nghe ghen gài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Im. Thiệt là tin đi, lấy con ngựa. Im. Let me check. Long a thong. One minute. Thôi được rồi, ta quyết định rồi. Finally. Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa lại.